hôm nay mẹ mới bắt đi, ngươi đang giấu ở đâu? Nói mau! Đúng mẹ mày! Đứng lại, anh lại! Hôm nay bị bắt về đang giấu ở đâu ạ? Không biết anh nói gì. Anh là ai vậy? Bị bắt về đang giấu ở đâu vậy? Hey, con nhỏ qua cũng được lắm chứ ha? Được, con nhỏ đó cũng được lắm chứ. Người hôm nay bị bắt về đang giấu ở đâu? Nói mau! Nói mau, đánh đâu có đâu hả? Nói mau, cô hỏi vì sao?